Biết chồng đi ngoại tình, tôi đã trả thù bằng cách cặp kè với một người đàn ông khác. Lúc đầu tôi chỉ mong muốn là trả thù chồng để xem cái cảm giác phản bội là như thế nào, hoặc chỉ nghĩ là chơi cho vui thôi để khỏa lấp những cảm xúc cô đơn, trống vắng, tuyệt vọng vì không có sự quan tâm, yêu thương trong mối quan hệ hôn nhân. Và về lâu dần thì tôi dần dần bị chi phối bởi cảm xúc và yêu cái người đàn ông này nhiều hơn. Người đàn ông này cũng là quan tâm, yêu thương, cũng chu cấp, nhưng mà điều này đã làm cho tôi luôn luôn nhớ nhung, mong muốn ở bên cạnh người này mãi mãi. Và đặc biệt, người đàn ông ấy còn thề non hẹn biển, hứa hẹn rất nhiều về tương lai với tôi. Anh ấy biết tôi đang thiếu thốn tình cảm, cần được sự quan tâm, chăm sóc. Anh ấy luôn dành cho tôi sự ngọt ngào. Và cuối cùng tôi đã ly hôn chồng để đến với người đàn ông kia bởi vì tôi tin vào những lời hứa của người thứ ba này. Nhưng đến khi thông báo cho người đàn ông kia biết rằng em ly hôn chồng rồi, em tự do rồi, thì anh ta lại quay sang là trách mắng, cho rằng tôi phụ bạc, bỏ luôn cả gia đình của mình. Thực chất ngay từ đầu họ không hề xác định tương lai với tôi. Chán chê rồi, anh ta đã rời bỏ tôi đi một cách đau đớn. Qua câu chuyện này, phụ nữ ạ, đừng tin vào những lời hứa suông mà đánh mất chính mình, đánh mất đi đạo đức của một con người, đánh mất đi một gia đình đáng lẽ có thể hàn gắn được.